Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế và thi công trọn gói chất lượng cao. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn mẫu biệt thự tân cổ điển 2 tầng 1 tum sang trọng và ấn tượng. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần đón nhận thêm thật nhiều những không gian sống đẹp hơn nữa nhé. Ngôi biệt thự đẹp của gia đình anh Dương chị Trà tại Thái Bình sở hữu mặt tiền 10,5m và chiều sâu 12,9m, diện tích mỗi sàn 120m2. Nét đẹp của công trình tân cổ điển thể hiện được địa vị, quyền lực của chủ đầu tư. Mẫu biệt thự này là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc hiện đại và hơi hướng cổ điển nhằm mang đến vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng và đậm giá trị về thời gian. Cấu trúc công trình đăng đối được xây dựng với hai phân vị chính, phụ. Tổng thể biệt thự được thiết kế cân đối hài hòa, mẫu biệt thự được xây dựng với hệ tam cấp 5 bậc, ốp gạch granite vân sáng bắt mắt, kết hợp với phần chân đế công trình được ốp đá, tự nhiên tạo cảm giác thu hút cho khu vực sảnh chính của công trình biệt thự. Màu sắc biệt thự 2 tầng 1 tum tân cổ điển vô cùng nổi bật với gam màu trắng làm chủ đạo. Sắc trắng không chỉ có công dụng khiến công trình trở nên sạch sẽ, thanh thoát hơn mà còn giúp cho các đường nét họa tiết, phào chỉ trở nên nổi bật hơn. Kiến trúc sư của Apollo Việt đã đầu tư thiết kế tỉ mỉ hệ thống cửa sổ với khung nhôm màu xám kết hợp với chất liệu kính cường lực giúp hấp thụ tối đa ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà, mang đến không gian sống tươi mới, thoáng đãng. Hệ mái chóp với thiết kế tựa như một chiếc vương miện hoàng gia lộng lẫy, tạo điểm nhấn và sự thu hút cho ngôi biệt thự. Hơn thế, khu vực này còn trở thành một không gian mở đầy thoáng đãng và thư giãn cũng như rất tự do. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng tham khảo công năng sử dụng của ngôi biệt thự đẹp, hiện đại, sang trọng và khoa học. Tầng 1, phòng khách kết hợp với phòng thờ 41m2, phòng bếp ăn 21m2, phòng ngủ khép kín 18,2m2, kho 2,7m2. Tầng 2, phòng ngủ master 40,7m2, 2 phòng ngủ đơn 14m2, 18,5m2, phòng sinh hoạt chung 19,2m2, vệ sinh chung 4,4m2. Tum phòng karaoke 21m2, phòng ngủ khách, phòng tập, sân chơi, sân phơi, vệ sinh chung. Gia đình anh Dương hướng tới không gian sống truyền thống với gian thờ đặt ngay tại gian chính phòng khách, giúp cho việc thờ cúng tổ tiên được thuận tiện, gần gũi nhưng cũng vô cùng trang nghiêm và tôn kính. Đồng thời cũng tạo nên không gian phòng khách có sự kết nối liền mạch và rất rộng rãi sang trọng. Đi sâu vào bên trong là khu vực sảnh thang rộng rãi, đối diện với đó là sảnh phụ, không gian mở giúp cho ngôi nhà luôn mát mẻ, thông thoáng. Tiếp đến là khu vực phòng bếp ăn 21m2 được bố trí tiện nghi, gọn gàng, thiết kế thêm một cửa đi ra phía sân gia công và khu vực vườn phía sau, giúp cho việc sinh hoạt trở nên tiện nghi và khoa học. Bên cạnh phòng bếp là phòng ngủ khép kín 18,2m2, vô cùng thoáng mát và hiện đại. Thưa quý vị, nếu quý vị mong muốn tham khảo thêm các công trình biệt thự tân cổ điển đẹp và ấn tượng, quý vị vui lòng liên hệ hotline 0962 368 892 hoặc 0334 511 135 để được tư vấn miễn phí ngay nhé. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế và thi công trọn gói nhằm mang đến không gian sống hoàn mỹ, sang trọng cho mọi gia đình Việt. Cuối cùng, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe, thành công. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.